Xin chào toàn thể anh em thợ máy. Thì hôm nay thì Tuấn làm cái video này và muốn chia sẻ cho mọi người. Hiện tại mình nhập về được ít cái kim 125. Mình đảm bảo anh em là kim zin nha. Đấy. Kim bao mọi người bao lầm lỗi. Mọi người lắp vào là ngon ngay. Đấy. Rất ok. Và đây sẽ là một cái kim 125 để chúng ta lắp chung cho tất cả những cái dòng 125. Đây, những cái kim ngắn và đồng thời cái trục nó to. Trục to, kim ngắn. Giá cực kỳ là hấp dẫn cho anh em và được bảo hành cho anh em. Đấy. Và kim lần này sẽ không bao giờ có sự lỗi lầm cho anh em. Còn những kim đợt trước mà của Thái mình bỏ hết rồi. Nên anh em. Đó. Thì anh em nào quan tâm thì anh em ủng hộ thì bây giờ mình sẽ fill cho anh em một cái. Chúng ta sẽ gắn vào trên con xe SHMore 125. Đấy, anh em nào cần thì quan tâm, mình có số lượng khoảng vài chục cây. Mỗi anh em nào quan tâm thì mỗi người vài cây, mình test cho mọi người. Thì mình hẹn anh em tối nay 21 giờ mình livestream cho anh em. Đây ạ. Rồi. Mọi người lắc. Nếu mà nó bót quá thì mọi người phải vô chút nhớt để cho nó êm, để chúng ta vào lận kim vào để lúc này không bị tẹt cái giò. Đấy, và bên dưới này cũng có một siêu cao su. Rồi, lúc này mình sẽ gắn vào cho mọi người xem. Đấy. Ok. Rồi, mọi người nhìn thấy bên dưới cái lỗ này, nó phải vừa cộng sin. Rồi, đây mình sẽ để bô cho mọi người. Tạm thời đầu tiên nó sẽ là một ốc 6 ly T10. Rồi, mọi người kiểm tra kim ok. Thì lúc này anh em hãy bật khóa điện và tắt khóa điện nhồi trong vòng khoảng 2-3 lần. Rồi. Thì lúc này mình sẽ demo cho mọi người. Thì đầu tiên demo mình sẽ kiểm tra ở trạng thái nhiệt độ động cơ Honda. Rồi, mình sẽ reset khi mình đã thay kim. Lúc này mình reset IC thành công. Chúng ta tắt khóa điện về off. Mở on. Ok, Honda. Chúng ta vào dữ liệu động cơ. Thì anh em nhìn ở đây, quan sát ở đây, RPM chưa nổ máy. Và chúng ta quan trọng nhất là cái nhiệt độ động cơ hiện tại đang là 41 độ. Là nhiệt độ lúc này rất nguội. Hiện tại đang là 40 độ. So với nhiệt độ môi trường thì chênh lệch nhau khoảng 6-7 độ nha cả nhà. Rồi, lúc này mình sẽ nổ máy. Rất dễ nổ. Và lúc này mình sẽ fill cho anh em luôn. Đó. Rồi mình sẽ lên ga cho mọi người xem. Rồi, ga rất ấm cúng nha. Đó. Rất ngon và ngọt ngào. Đây. Thì chúng ta hãy quan sát vào cái tay ga mình nhấp. Đó, mọi người thấy không ạ? Đấy. Là lúc này là km lên đấy ạ. Là RPM hiển thị đấy ạ. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Thì kim này có số lượng thôi nha. Anh em nào quan tâm thì ủng hộ và chốt cho mình. Chúng ta lắp cho tất cả những cái dòng xe 125. Đấy, Valio, SHMore rồi, SHCao 125 đồ. Có thể là các bạn có muốn phê thì các bạn bỏ vào Vision 110 cho tôi. Thì các bạn lên ga cực VIP nếu kim này bỏ vào Vision. Còn anh em nào muốn quan tâm thì các bạn hãy truy cập vào cái số điện thoại 0909 755 993. Và lúc này chúng ta sẽ ngó xuống dữ liệu động cơ là thông số hiện hành để xem nó có thay đổi khác nhiều hay là không. Thì ở đây chúng ta quan sát cái RPM là cái tốc độ máy rất chuẩn, 1500-1600. Thời gian phun hiện tại đang rất đẹp là 2.0, 2.1. Và lúc này chúng ta nhìn thấy cảm biến O2 và tối ưu nguyên liệu. Đó, chúng ta nhìn thấy cực đẹp. Nó đẹp so với hơn một con xe đạt tiêu chuẩn ở xe hết ra luôn. Chúng ta nhìn thấy -2, -5 và oxy nhảy rất đều. Từ 100mV cho tới 900mV. Rồi, nhiệt độ dù lúc này mới có 50 độ C, chưa đạt được cái thông số chuẩn nhất. Nếu anh em muốn coi đạt được cái thông số chuẩn nhất thì anh em hãy coi nó ở trạng thái nhiệt độ máy
60 đến 80 độ C. Chúng ta nhìn thấy rất đẹp không? Và chúng ta có thể thoát ra, anh em vào cái phần phân tích khí thải để chúng ta ở đây tích góp lại những cái cảm biến RPM chuẩn nhất. Đây RPM 1500-1600, thời gian phun gốc đánh lửa, rồi cảm biến O2 tố U nguyên liệu, và lúc này tỷ lệ hòa khí rất đẹp 13-14 phẩy. Chúng ta nhìn thấy không? Đấy, kim ở đây sẽ là 0,7 tới 0.5%. Thì các bạn nào demo, các bạn nào cần kim này thì các bạn vui lòng truy cập số điện thoại 0909 7 55 93. Mình được bảo hành cho các bạn kim này lắp chung cho tất cả những dòng 125. Nhất thiết các bạn muốn phê thì các bạn lắp vào Vision 110. Nhớ gan tin nổ thì thầm, thông số chuẩn đét, bao quý vị. Đó, chúng ta lên ga này. Đó, rất ngon. Đó, ở đây là chúng ta nhịp ga ở trạng thái RPM khoảng 3000 thôi ạ. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video ngắn gọn trong vòng khoảng hơn 6 phút. Cảm ơn tất cả anh em. Anh em nào quan tâm về cái kim này thì mọi người cứ vui lòng liên hệ với Tiến Tuấn, cực chuẩn cho anh em. Đây, mình mở ra một lần nữa. Kim zin nha anh em. Đấy, kim này mình tuyển về cho anh em là kim zin. Đấy, nó khá là chất cho mọi người. Đó, đây mình sẽ mở công tắc máy này. Đó. Rồi, ok. Mình có thể tháo kim luôn cho anh em xem này. Đây. Chúng ta nhìn thấy không? Sau cái lỗ này. Cực chất cho anh em luôn. Đó, 6 lỗ. Các bạn nhìn thấy không? Rất đẹp. Đấy. Tròn vo luôn cho anh em. Đó, anh em nào quan tâm thì chúng ta inbox nha. Inbox. À, kim thì em lấy về có số lượng thôi. Đấy, bao cho mọi người. Lắp vào future đồ quay RSX. Nói chung là mọi người thích là mọi người đưa vào là ăn ngay. Còn riêng cái này đưa vào Futuze 125 một cái là ngọt như đường phèn luôn. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip này. Hẹn tất cả anh em những clip video kế tiếp. Thank you mọi người.